Em xin chào tất cả mọi người. Em vừa mới quay cho mọi người một đoạn video thì em test nổ con máy Honda Thái Lan GX390 13 ngựa. Đấy, mới về bên em hôm qua thì sáng nay thì bên em đã cắt ra. Đấy, em đã quay rất là chậm và chi tiết cho mọi người. Đây khung máy đây. Mọi người có thể thấy nó còn cực đẹp như này. Anh em nào cần khung thì alo cho em nhá. Đây chế máy đấy ạ, mọi người có thể thấy luôn. Thế vẫn zin hết, zin mọi cái là zin hết. Em còn đầu này em cắt ra không tiền vệ sinh gì đây. Củ điện đây ạ. Đây là cái rô bên trong mọi người nhìn thấy. Nó vẫn bẩn này. Cái nhôm, bích nhôm của nó. Đây mọi người nhìn thấy. Dây của nhà máy này nó zin này. Nó lắm này. Cực đẹp luôn. Cực đẹp luôn nhé. Bên em mới cắt ra. Đây là cái nắp của nó. Nắp bít của nó. Em đã quay rất chi tiết cái đầu này từ hôm qua và hôm nãy là em đã quay chi tiết rồi. Đấy. Cực đẹp luôn. Rồi, mọi người có nhu cầu thì xin liên hệ bên em theo số hotline 0966 421 739, Zalo của em luôn. Mọi người để lại tin nhắn hoặc là gọi điện cho em, em sẽ tư vấn và hỗ trợ giao hàng toàn quốc. Bên em chuyên cung cấp các dòng máy xăng, động cơ xăng nha, dầu nha, để chạy vỏ lái hoặc là chạy cắt bê tông. Đấy, hoặc là anh em cần động cơ lớn nhỏ gì về xăng dầu, hoặc phụ tùng về máy phát điện, zin theo máy hoặc là phụ tùng mới thì bên em cũng có đầy đủ luôn. Đấy, hoặc là mọi người cần tư vấn hỗ trợ gì thì cứ nhắn tin vào Zalo cho em sẽ trả lời lại cho mọi người. Đấy, bằng cái trong cái khả năng em biết em sẽ hỗ trợ mọi người, chứ không phải nhất thiết là cứ nhắn tin gọi điện là phải mua máy. Mọi người cứ lưu lại cái số điện thoại của em. Đấy, kết bạn Zalo với em. Rồi, em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video bên em và ủng hộ bên em. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.